Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ đi chia sẻ cách để thay gạt của hồ mực Canon 2009 này. Cái gạt này nó bị hỏng nên nó không gạt được hết mực này. Bản chụp nó rất chỉ là sạm đen này. Mình có thể nhìn thấy cái bản chụp đen từ phần đầu cho đến phần cuối này. Đen từ trên đến dưới này, vệt đen đều từ trên đến dưới này. Là mình sẽ mở cắt trích ra để mình kiểm tra nhé. Đây, mình mở cái nắp lên này, kéo nắp lên trên. Đấy, mình này, cái này để rút cắt trích ra này. Như thầy này mình rút ra, kéo lên. Đây là hộp mực 12A. Nhà Canon 2009 này. Mình sẽ có thể mình mở cái nắp bảo vệ chống này, mình kiểm tra, mình có thể nhìn thấy này. Đấy. Mực nó bám rất là nhiều trên chống này. Đây là do gạt không hết mực này. Nó cũng có thể do nguyên nhân khác, có thể là do mực thải nó đầy nữa. Nhưng mà đây là cái hộp mực mới của mình để lâu không sử dụng, nó chưa có mực thải đâu. Để lâu cho nên cái gạt nó bị hỏng, gạt nó bị khô, nó không gạt được mực nữa. Đây mực nó bám rất nhiều trên trống nên nó không gạt hết đấy, cho nên bản chủ nó sẽ bị đen. Bây giờ mình sẽ đi thay cái gạt nhá, thay cái gạt của cái hộp mực này nhá. Nên mình nên kiếm cái tờ giấy mình nốt bên dưới cho mực nó đỡ bị rơi ra, nó phải quả. Đây, mình cần chuẩn bị một cái gạt mực này. Đây là cái gạt mực trường cho Canon 2009 này, gạt to nhá. Ở đây mình sẽ đi tháo mực ra này. Tháo mực ra để mình thay gạt nhá. Hai bên hông của mực này nó sẽ có hai cái chốt. Mình sẽ đi tháo hai cái chốt hai bên này ra nhá. Đây, bên này nó có một cái nắp này. Mình sẽ tháo cái nắp này ra, mình sẽ nhìn thấy chốt bên trong. Nó hàn đâu quá đây nhá. Mình tháo hàn nốt ra rồi mình rút cái nắp giữ đầu trống này ra này. Mình rút kéo nó ra, rút nó ra. Đấy. Mình sẽ nhìn thấy cái chốt này, mình kéo cái nắp này xuống nhé, kéo cái nắp bảo vệ chống này. Đấy, kéo xuống này. Đấy, rồi mình sẽ nhìn thấy cái chốt này. Đấy, mình rút cái này, cùng cái kìm nhỏ mình rút chốt ra này. Đấy, mình rút ra nhé. Đấy, rút ra thì mình giữ hộp mực nó bung đấy. Nó bung hai nửa đấy. Đấy, còn phần bên này nhá, phần bên này mình cũng kéo cái nắp bệ chống này, mình nhìn thấy cái chốt này, mình rút cái chốt bên này ra thôi nhá. Có hai cái chốt hai bên đấy. Đây là hộp mực hàng không phải hàng chính hãng của máy in Canon 2009 cho nên cái chốt nó rất là dễ rút. Còn nếu mà hộp chính hãng ấy thì cái chốt này mình không thể rút được như này đâu. Mình sẽ phải tháo cái trống ra mình mới rút được ra này. Đây là hộp mực hàng fake cho nên mình rút được cái chốt hai bên nó chỉ là dễ. Cái này nó không thiết kế lắm. Thế ra mình sau khi mình rút chốt ra rồi nhá, thì mình sẽ tách được hai cái nửa của một nửa là của hộp mực, một nửa của phần cúc trống rồi nhá. Mình tách đôi này, mình cầm dưới mình tách đôi nhá. Đấy, phía bên này nó có cái lò xo này, mình nhẹ nhàng nó bị bắn mất cái lò xo nhá. Lò xo giữ hộp mực với cúc trống. Đây là phần hộp mực này, đây là cái lò xo này. Mình tháo nó ra, mình cắt nó đi, nó bắn nó mất. Đây là phần hộp mực để chứa mực. Đây là phần trục từ nó sẽ hút mực lên, hút mực nó bám hết vào trục từ. Mình có thể quay nhìn cái trục từ nó lên rất là đều, mực này rất là đẹp này. Còn nếu mực nó lên không đều ấy, nên chỗ có chỗ không mình có thể tháo nó ra cho mình vệ sinh cái phần gạt này, gạt từ này.
ngủ nhiều nó sẽ bị bám mực lên đấy, nó sẽ làm cho gà nó kém đi. Còn mình tháo nắp ra này, tháo nó ra mình sẽ có thấy phải thấy cái phần nắp đổ mực vào trong này nhá. Mình muốn đổ mực thì mình tháo cái ốc này ra này. Tháo nó ra xong rồi rút cái này ra mình sẽ thấy được cái nắp trong này. Rồi mình sẽ đi mình thay cái gạt nhá. Mực này của mình nó vẫn còn khá là nhiều mực, chưa cần đổ. Đây là phần nửa cũng trống đấy. Phần nửa cũng trống sẽ... đây là phần chứa mực thải nhá. Mực thải sau khi thừa nên trống, sau khi thừa nó sẽ được cái gạt mực ở bên dưới này, gạt mực bên dưới nó sẽ gạt cái mực thải thừa, nó sẽ gạt vào cái hộp bên dưới này, không hộp bên dưới này, mà cái gạt này nó kém đấy, gạt nó kém và gạt nó hỏng ấy, nó không gạt được hết mực nên mực nó vẫn còn bám rất chi là nhiều bên trống đấy. Đấy, cho nên mình cần phải đi thay cái gạt đấy, thay cái gạt để cho nó gạt hết mực đi nhá. Đây, mình sẽ tháo cái trống này, nhấc cái đầu này này, cái nhấc cái đầu và quay răng này mình nhấc lên một chút đấy nhá, một chút xong vừa kéo vừa xoay này, kéo vừa xoay đó. Phần này nó có cái phần giữ, phần giữ cái này nhá, kéo nhẹ nhàng. Cái trống này mình cần để ra một chỗ nó cẩn thận, nó vào nó sẽ bị xước trống nó sẽ làm cho bản trụ nó bị đen. Đây là phần trục cao su này, hay gọi là trục sạc này, mình tháo ra này, tháo nhấc ra ngoài này. Sau đó mình sẽ tháo được cái gạt mực này, mình tháo cái nó xo ra, mình ra chân đấy, tháo nó xo ra, tháo cái nắp đây trống đây này, nắp này nó bảo cái trống, tháo ra mình tháo cái gạt ra dễ. Gạt để xem hai cái ốc giữ hai đầu, mình tháo hai cái ốc này ra nhé. Mình sẽ tháo cái gạt này ra, mình bỏ ra nhé. Gạt này nó bị hỏng rồi. Mình cứ nhìn thấy nó bị cong hết xuống dưới, không gạt được mực. Đây là cái gạt mới đấy. Gạt mới mình cần phải bôi thêm một lớp mực lên trên phía trên đấy nhé. Cái phía mà tiếp xúc với cái mặt trống đấy, cho nó tránh bị xước trống. Mình sẽ lấy một ít mực trong cái hộp mực này. Đây chính là cái hộp mực, đây mình tháo cái đầu một kéo hộp được rồi này. Sau đó một ngón tay mình giữ vào cái đầu trục từ để cho nó khỏi bung lên. Sau đó mình nhấc cái nắp này ra này, cái nắp giữ đầu. Đấy, mình nhìn thấy cái nắp này chính là nắp đổ mực ấy. Mình tháo nắp này ra, mình tháo hết mực ấy, mình tháo cái phía này ra thì mình đổ mực vào đây nhá. Mình tìm cái mực mà nó có ký hiệu là 12A dùng cho Thăng Long 2009. Đổ tạo một ít mực ra để mình bôi lên gạt. Trong vì trong cái phần này nó không có mực thải này. Bình thường mực thải nó sẽ chứa ở đây rồi. Mình có thể đổ mực thải ra mình bôi lên gạt. Nhưng mà cái chất này của mình nó không có mực thải. Mình lấy tạo một ít mực trong này ra để mình bôi lên cái phần gạt mới này để cho nó khi mà nó quay nó ma sát cái trống ấy, nó tránh bị xước trống. Mình nắp trả cái nắp này vào nhé, nó đều lên cái mực này, phần mực này lên cái bề mặt cái gạt này nhé. Mình làm mực nó chảy đều từ đầu này là được. Ở phần trên này nhá, phần này là phần tiếp xúc cái trống đấy, khi trống nó quay nó sẽ cái gạt này nó sẽ gạt mực xuống đấy, gạt mà hỏng nó sẽ không gạt được hết mực, nó sẽ tạo nên cái vệt đen như mặt chụp như vừa rồi. Đấy, mình nắp này gạt này, nắp hết vào nhá.
bắt lại hàng đốc hai đầu nhé, hai đốc giữ hai đầu gà này. Mình bắt bằng vừa tay thôi, bắt nhanh quá nó sẽ bị vỡ vỡ nhựa đấy, nắp lại cái nắp bảo vệ chống. Cái lò xo nó chả có lò xo nó mà để những cái trục sạc này, trục cao su này, mình có thể dùng khăn ẩm đấy, dùng khăn ẩm mình cho ít nước này, nó ẩm ẩm này, mình có thể lau sạch đi, lau vệ sinh đi nhá, lau vệ sinh sạch đi, xong nó lau lại bằng khăn khô, lau khăn khô cho nó khô cái trục này đi là được nhá. Mình dùng nhiều nó sẽ bám mực trên này, trục này bẩn quá nó có thể làm cho bản trục nó bị sắt. Lau sạch đi, mình lắp lại nhá. Nắp vào này thì mình ấn nó xuống đi. Đấy, cái cạch cái này, bên này trên. Đấy. Sau đó mình sẽ lắp chống trả lại. Chống này nó bám trên này nhiều mực này. Mình có thể dùng cái khăn mềm mình lau đi, lau nhẹ nhàng cho nó sạch. Nhớ là phải dùng khăn mềm nhé. Khăn mà nó không phải khăn mềm gì đó, mình lau nó có thể là sức chống, chống nó hỏng chống, lau nhẹ nhàng thôi. Sau đó mình lắp lại, rồi mình lắp cái đầu phần đầu phần bên tay phải vào trước này, thì nó có cái lỗ này, như gá và cái trục sắt này, mình vừa xoay vừa ấn nó vào nhẹ nhàng vào. Đấy, cái đầu bánh răng mình sẽ hạ xuống này, rồi bên này, đấy. Rồi. Rồi mình đi ghép hai nửa, đây là phần nửa chống này. Đây là phần nửa hộp mực này, ghép hai nửa vào nhé. Nửa hộp mực này nó có hai cái lò xo hai bên này. Hộp mực chính hãng nó chỉ có một lò xo một ở một bên thôi, còn hộp mực để một fake này, có hai lò xo hai bên này. Đấy. Rồi mình sẽ ghép hai cái nửa này lại với nhau nhé. Kiểm tra lò xo nó phải thẳng nhé, lò xo như này chưa được, mình phải để lò xo nó phải gá bên trên này. Đấy, như này được này, cái này nó xo nó phải nằm bên trên này, đấy, thì nó mới đẩy được cái phần hộp mực sát cục trống, thì mình in nó mới nét được, mình để mà nó xo nó không chuẩn đấy, không đẩy hai nửa sát vào nhau nó sẽ làm cho mặt trục nó sẽ bị mờ đi. Mình sẽ đi lắp lại cái chốt hai bên này nhá, hai cái chốt hai bên này, đây này, phần này có cái chốt này, đầu mình rút ra, mình lắp nó, ấn nó, bên này có một cái chốt này, đấy, mình lắp lại cái nó phần, cái này để giữ phần cung trống của mực cho nó không bị dài ra, và đấy mình lắp chốt vào là nó sẽ không bị sắp bị dài ra đấy. Ở phía bên này có một cái nắp ở đầu trống ấy, giữ trống ấy. Này. Đấy, mình sẽ nắp nó vào này. Đấy, nắp vào nhá. Sau đó mình bắt lại hai con ống này cho giữ cái nắp này không bị tuột ra này. Bên này phía bên này nó sẽ có một cái lò xo để nó giữ này, giữ cùng một cái cung trống lò xo đầu mình tháo ra đây, nên là cái lò xo này này
mình phải nhớ nắp vào nhé, mình mà quên mình không nắp vào nó sẽ có thể làm cho bản chụp bị mờ đấy, mất ngòi soi làm cho bản chụp bị mờ đấy. Mình có thể dùng kia mình kéo nó bị cứng. Đấy, rồi. Đấy, đây là đồng chốt này nó giữ cái mặt soi. Đấy, mình đã thay xong cái gạt này, bây giờ mình sẽ đi mình lắp thử vào máy nhé, mình nhìn thử nhé. Rồi, mình sẽ mang lên trên máy mình lắp này, mình nhìn thử nhá. Nhưng mà đưa nó hai pin nó đều xuống nên mình ấn xuống đấy. Lắp chả lắp máy, chờ cho máy khởi động. Sẽ đi test thử lại nha. Đây, gạt mình vừa thay gạt này. Cái bản chụp bây giờ rất là đẹp này. Thay bản chụp lúc trước này. Chụp lúc trước này. Những đen này, đen từ trên đến dưới này. Sáp đen này. Đấy, do gạt không hết mực ấy. Đen, đen nhân đen đều từ trên đến dưới nhé. Đen đều từ trên đến dưới này. Đấy, do gạt nó hỏng. Bây giờ mình có thay gạt mới này. Bản chụp bây giờ sẽ thì nét còn đẹp. Mình có thể mở ra mình kiểm tra này. Kiểm tra cái phần trống này. Để những cái trống này. Trống nhờ nó gạt rất là sạch mực, không có mực bám lên trống nữa. Vậy là mình đã chia sẻ xong cái cách thay gạt cho Canon 2009 nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chào các bạn.